Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Stellar Fantasy Mobile là tựa game nhập vai hành động có nhiều nét tương đồng với Genshin Impact do Dream Game phát triển. Trò chơi đưa bạn vào thế giới giả tưởng Riterra, nơi bạn sẽ được khám phá những vùng đất đa dạng từ núi tuyết ẩn mình, rừng rậm xanh tươi đến các thành phố hiện đại và biển cả bao la. Nhờ được xây dựng trên nền đồ họa Unreal Engine 4 mà hình ảnh của game Stellar Fantasy Mobile cực kỳ sắc nét và sống động. Một trong những điểm nổi bật của Stellar Fantasy Mobile chính là hệ thống nhân vật độc đáo và đa dạng. Game thủ có thể lựa chọn và điều khiển nhiều nhân vật khác nhau, mỗi người có ngoại hình, năng lực và vũ khí riêng. Tham gia vào cuộc phiêu lưu, bạn có thể thay đổi nhân vật của mình để tận dụng sức mạnh và kỹ năng đặc biệt của họ. Không chỉ vậy, Stellar Fantasy Mobile sở hữu một hệ thống chiến đấu có chiều sâu và cuốn hút. Bạn có thể chuyển đổi với các nhân vật trong trận đấu, sử dụng kỹ năng và trận đánh liên tục để đánh bại quái vật và thử thách khác nhau. Việc thay đổi nhân vật phù hợp và kết hợp kỹ năng của mỗi thành viên trong đội hình là yếu tố quan trọng để bạn có thể vượt qua các trận đấu khó khăn. Bên cạnh lối chơi thú vị, Stellar Fantasy Mobile cũng có một câu chuyện hấp dẫn và phong cách nghệ thuật đẹp mắt. Trong cuộc hành trình của bạn, bạn sẽ gặp gỡ các nhân vật thú vị và tham gia vào những sự kiện và nhiệm vụ giúp tiến triển câu chuyện chính của game. Nhìn chung, nếu đang tìm kiếm một lựa chọn để thay thế Genshin Impact thì Stellar Fantasy Mobile rất đáng để cân nhắc. Các điểm đặc sắc của game: lối chơi phiêu lưu khám phá kết hợp hành động nhập vai hấp dẫn, bản đồ rộng lớn với nhiều bối cảnh địa điểm thú vị để người chơi khám phá, hệ thống nhân vật đa dạng, hệ thống các nguyên tố đặc trưng, đồ họa sắc nét mượt mà với màu sắc tươi sáng. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vây câu chờ chi, chỉ ngay đi.